Tại buổi thị sát, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đánh giá cao công nghệ của phía Nhật Bản đang áp dụng tại khu vực thí điểm. Điều mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang quan tâm là khả năng thích ứng với tính chất nước thải của Việt Nam cũng như tài chính của dự án này. Nếu công nghệ này đáp ứng đủ các yếu tố, sẽ xem xét áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Quan điểm của tôi là vẫn phải tiến hành đồng bộ cái hạ tầng đô thị, trong đó thu gom nước thải, xử lý tập trung. Cái giải pháp này nó sẽ rất tốt để xử lý cái tồn lưu ô nhiễm trong lòng hồ, lòng ao. Mà khi có nước sạch vào thì nó trở thành một sông nước sạch. Chứ nếu không, hiện nay là cái vấn đề xử lý bùn là rất tốn kém. Mà đây là cái việc này là họ có thể qua công nghệ này là xử lý được cái lượng bùn ở đây luôn, không phải nạo vét lên. Theo kết quả của phía Nhật Bản, chất lượng nước khu thả cá koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây có 36 trên 36 chỉ tiêu đạt quy chuẩn Việt Nam. Mùi hôi thối sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần. Bùn sông Tô Lịch giảm nhiều nhất từ 76,3cm về 15cm. Bùn Hồ Tây giảm nhiều nhất về 0cm. Nếu như được áp dụng thì phía Việt Nam chỉ cần phải chi phí cho cái ban đầu thực hiện đấy. Sau khi vận hành thì bản thân cái công nghệ sẽ thực hiện hết công việc của nó. Tức là chỉ mất chi phí về điện nữa, không phải thêm hóa chất nên sẽ không tốn kém về sau. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành đánh giá hiệu quả của đợt thí điểm này và sẽ quyết định có tiến hành việc áp dụng rộng rãi công nghệ này trên cả sông Tô Lịch và Hồ Tây hay không.